trưa nay, ngày trưa 9 giờ ngày 10, ngày 6 tháng 10, tháng 6 2020, dân oan ba miền chúng tôi đến bờ hồ tiếp để chúng tôi van xin cộng đồng và người dân lên tiếng ủng hộ cho chia sẻ dân oan ba miền chúng tôi được giải quyết trả đất trả nhà trả tự do, nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ. Bây giờ không trả nhà nhân dân chúng tôi phải đi nửa lần nhân dân. Nhân dân chúng tôi thì đi nửa lần nhân dân. Để mà nhân dân cộng đồng, nhân dân cả nước ủng hộ. Dân oan ba miền chúng tôi đi giữa lòng nhân dân, chúng tôi tha thiết cộng đồng và dân toàn dân 63 tỉnh thành cùng chia sẻ với dân oan ba miền chúng tôi, bởi vì các chính quyền ở địa phương, tà quyền ở địa phương cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi mang đơn cầu khẩn tới các vị triều đình, các vị triều đình nhắm mắt làm ngơ với dân chúng tôi. Cho nên dân chúng tôi đến đây giữa lòng tin tưởng vào dân, tin tưởng vào cộng đồng để mà giúp ủng hộ giúp đỡ nhân dân chúng tôi. Trả lại tự do cho dân được quyền làm chủ. Tự do. Trả lại tự do dân được quyền làm chủ. Tự do. Trả lại tự do quyền dân được quyền làm chủ. Tự do. Trả lại tự do dân được quyền làm chủ. Tự do. Trả lại tự do dân được quyền làm chủ. Tự do. Ba tiếng. Ông Châu Lâm ơi. Trả lại tự do dân được quyền làm chủ. Tự do. Tự do. Tự do. Dân quá oan ức. Quan quan. Quan nước, quan nước, quan nước. Chính quyền cướp đất cướp nhà. Các vị không chỉ đạo trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Quan ức, quan ức, quan ức, quan ức. Các cầm nhà. Chủ tịch các tỉnh, 63 tỉnh thành cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Dân chúng tôi đội đơn tới các vị triều đình không chỉ đạo trả đất dân chúng tôi. Quan ức. Quang nước, quang nước, quang nước. Ông Tô Lâm ơi, đang còn sao Việt Nam quang dân chỗ nào? Do dân gì dân lấy dân làm gấp chỗ nào ông Tô Lâm ơi? Làm gấp chỗ nào mà dân đứng đường 63 tỉnh thành đây Tô Lâm ơi? Đi cầm. Đi cầm. Đi cầm. Các vị triều đình trả đất lại cho dân. Trả đất, trả đất, trả đất, trả đất, trả đất. Các vị triều đình trả đất trả nhà lại cho dân. Trả đất, trả nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất trả nhà cho dân. Trả đất, trả nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất, trả nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất, trả nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân.
Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà dân. Vậy nè, vậy thì các bạn. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Vậy đang bị đường. Các vị vậy chỉ bật ra ngoài. Các vị triều đình trả đất trả nhà dân chúng tôi. Dân dân chúng tôi ba miền, dân ông chúng tôi ba miền đang đứng trước Lý Thái Tổ. Dân dân chúng tôi đứng trước Lý Thái Tổ. Bởi vì chủ tịch các tỉnh đã cướp đất cướp nhà dân dân chúng tôi. Dân dân chúng tôi coi như là gửi đơn trường biết bao nhiêu. Các vị không trả dân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đứng trước Thái Tổ Hồ Hoàn Kiếm để nhờ bà con cộng đồng chia sẻ, vì dân ông chúng tôi quá khổ sở, quá nghèo, bị cướp đất cướp nhà hết. Pháp luật Việt Nam như vậy hả? Bắt người ba bốn năm này, bắt người bốn năm này, không trả gì hết rồi. Công an này đây. Người của đảng cướp đất phá nhà của dân. Nhà cửa không có. Tiêu công lãnh tụ của đảng giải quyết. Dân ba miền. Lãnh tụ của đảng không giải quyết. Là dân bao nhiêu năm nay? Là lãnh tụ của đảng. Thả tự ra cho. Mẹ bao che dân cũng cho những người cướp đất phá nhà dân. Bây giờ nhân dân chúng tôi đến đi, nhân dân chúng tôi đi giữa lòng nhân dân, chúng tôi tin cậy vào dân, tin vào cộng đồng để ủng hộ chia sẻ nhân dân chúng tôi. Chúng tôi đi lửa giữa lòng nhân dân, tha thiết yêu cầu nhân dân trước cái Thái Tổ này là cứu lấy nhân dân chúng tôi, cứu lấy dân oan Việt Nam chúng tôi. Dân oan Việt Nam chúng tôi bị nhà cầm quyền đáng cộng sản cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân dân chúng tôi bao nhiêu mấy chục năm nay rồi, không chỉ đạo trả nhân dân chúng tôi, đơn chúng tôi hàng tấn, hàng trăm hàng tấn cái lá đơn, cái bộ đơn, mà tại sao không xử lý giải quyết nhân dân chúng tôi đến ngày hôm nay nhân dân chúng tôi như thế này. Dân quyền ở đâu? 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 Dân oan Việt Nam chúng tôi đã mất đất, mất nhà, mất quyền con người. Vô quan ốc, quan ốc, quan ốc, quan ốc. Mấy anh ơi, chuyển các bác ở trong bên kia. Bọn em có cái chương trình biểu diễn ở đây với. Đây, các bác ơi. Các bác chúc rồi. Các em biểu diễn. Dân oan Việt Nam chúng tôi bị mất đất, mất nhà. Nhà cầm quyền đáng cộng sản không giải quyết. Quan ốc, quan ốc, quan ốc, quan ốc. Chính quyền ở địa phương 63 tỉnh thành đã cướp đất cướp nhà, nhân dân chúng tôi bị hại mỗi người đã mấy chục năm rồi. Các vị triều đình không giải quyết, giải oan nhân dân chúng tôi. Quan ốc, quan ốc, quan ốc, quan ốc. Chủ tịch 63 tỉnh thành đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đội đơn tới chỗ, đội đơn tại các cái vị triều đình. Mấy chục năm nay các vị triều đình không giải quyết dân ông chúng tôi. Quan ốc, quan ốc, quan ốc, quan ốc. Nay nhân dân chúng tôi đi giữa lòng nhân dân, chúng tôi tin cậy vào dân, tin cậy vào và cộng đồng đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi, các vị triều đình nghe thấy trả đất trả nhà là nhân chúng tôi trở về địa phương ổn định cuộc sống, làm đóng góp
yêu cầu trong nước và ngoài nước phải lên đi cho tôi lên 63 tỉnh thành. Chủ tịch 63 tỉnh thành, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản đã cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, cướp cái quyền của người nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi không được tự do. Giờ chúng tôi yêu cầu các cái lãnh tụ, các ông, các bà có lỗ tai con mắt để chỉ đạo trả đất, trả nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi quá quan ức, quan ức, quan ức, quan ức. Tự do quyền dân được quyền làm chủ. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do dân được quyền làm chủ. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà cho dân. Các người triều đình trả đất lại cho dân. Các vị triều đình giải quyết trả đất trả nhà dân chúng tôi. Cái này nhà của dân này, đất của bố mẹ cho, mà bảo mẹ không có quyền. Dân công ở nhà đến cướp tàn phá nhà dân, xong à làm sổ đỏ xong à bán đi để chia nhau. Đây, kêu một năm nay không pháp luật nào, không cơ quan nào để. Dân chúng tôi yêu cầu các vị triều đình ngồi xuống dưới lòng nhân dân chúng tôi đã trả đất trả nhà chúng tôi, trả nhà chúng tôi. Các vị triều đình quay lại để dòm thấy nhân dân chúng tôi, hãy trả đất trả nhà dân chúng tôi. Các vị triều đình hãy quay lưng lại để nhìn thấy nhân dân chúng tôi đi giữa lòng đất của nhân dân thành phố này, hãy trả đất trả nhà lại nhân dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Đi vòng bờ hồ hắt lên xe ông Hai về, đừng lên xe khác nha. Trả lại quyền tự do nhân dân chúng tôi. Tự do, tự do, tự do. Trả lại quyền tự do nhân dân chúng tôi. Tự do, tự do, tự do. Trả đất trả nhà lại cho dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà lại dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Tự do cho dân làm chủ. Tự do, tự do, tự do. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do, tự do, tự do. Tự do của dân được quyền làm chủ. Tự do, tự do, dân được quyền làm chủ. Tự do, tự do, tự do. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do, tự do, tự do. Trả đất trả nhà lại dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Trả đất trả nhà dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do dân quyền làm chủ. Tự dân, tự dân. Chứ hay gì cả. Dân, một người dân trong mình đây, dân con trong mình, ai là mười mắc cái gì, mắc cái gì là coi như mình sẽ nói lên cho những người. Bây giờ mình không tin vào đảng nữa, bởi vì cái đảng viên đã cướp của mình, cướp sạch của mình, giờ mình tin vào dân. Dân 63 tỉnh thành là cộng đồng đã chia sẻ giúp đỡ cho mình. Bà con mắc những gì cứ nói lên. Đây là mình sự thật, việc thật. Người thật mình không bao giờ mình sợ ai. Bởi vì mình là coi người mất đất, mất nhà, bị nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp sạch. Cho nên mình đến chỗ cái cơ quan thẩm quyền, gõ cửa kêu oan, gõ cửa để mà giải quyết. Coi như các vị triều đình đã nhắm mắt làm ngơ. Cho nên giờ mà mình đi sống cánh màn trời chiếu đất. Cho nên mình đi giữa lòng của nhân dân, mình đi giữa lòng đất nước Việt Nam này, đã kêu oan, kêu cứu, kêu con, kêu cứu giùm cho mình, để mà cộng đồng bà con 63 tỉnh thành để giúp đỡ
lên tiếng trả lại những gì nhà cầm quyền, cường quyền ác đã cướp của mình phải trả lại cho mình, ổn định cuộc sống. Các vị triều đình trả đất ra nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất ra nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất ra nhà cho dân. Các vị triều đình trả đất ra nhà cho dân. Các vị triều đình chỉ đạo trả đất cho dân. Các vị triều đình chỉ đạo trả đất ra nhà cho dân. Các vị triều đình chỉ đạo trả đất ra nhà cho dân. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do dân được quyền làm chủ. Tự do quyền dân được quyền làm chủ. Tự do. Các chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất cướp nhà dân chúng mình quá oan. Quá oan. Chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất cướp nhà dân chúng ta. Các vị triều đình không giải quyết. Quan ức. Hồ lên đi. Đá đám nhà cầm quyền, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Đình Liêm, chủ tịch. Đá đám nhà cầm quyền, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Đình Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương. Đá đảo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bà Đình. Cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Đá đảo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định. Cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Đá đảo chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất cướp nhà của dân. Đá đảo chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cướp đất cướp nhà của dân. Chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất cướp nhà của dân. Các vị triều đình không giải quyết cho dân. Oan ức. Chủ tịch 63 tỉnh thành đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi, các vị triều đình không giải quyết cho dân chúng tôi. Oan ức. Nên nhân dân chúng tôi, các vị triều đình, dân chúng tôi quá ức, kêu quan, gõ trống kêu quan. Nhân dân chúng tôi ngày xưa, quan ức thì đánh trống kêu quan, quan được giải quyết. Ngày hôm nay, nhà chúng dân chúng tôi không có trống, mượn cái xoong cái nồi, gõ trống kêu quan. Mà tại sao quan nhắm mắt làm ngơ, quan không đi đạo giải quyết nhân dân chúng tôi. Cho nên nhân chúng tôi như cỡ thế này, để nhân dân chúng tôi đau khổ như thế này, nhân dân chúng tôi đi đầu đường xóa chỗ như thế này, dân chúng tôi sống cảnh này trời vô đất như thế này. Hỡi các vị triều đình, yêu cầu các vị triều đình thả người vô tội. Vô tội. Yêu cầu công an Hà Tĩnh thả vợ con tôi ra. Yêu cầu. Yêu cầu công an tỉnh Hà Tĩnh thả người vô tội. Yêu cầu công an Tô Lâm vào cuộc điều tra giải quyết dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu công an Tô Lâm vào cuộc điều tra để giải quyết dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu Tô Lâm vào cuộc để giải quyết dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu Tô Lâm vào cuộc để điều tra giải quyết các chủ tịch 63 tỉnh thành đã cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Yêu cầu. Nhân dân chúng tôi quá đói khổ. Nhân dân chúng tôi bị mất đất, mất nhà, mất tài sản. Các chủ tịch, các tỉnh cướp sạch. Mà không tính giải quyết đến nhân dân chúng tôi. Bắt người vô
cứu tất tỉnh Bình Định ở chung. Yêu cầu. Thư. Chị con đi đâu, chị đi sâu mấy người đi đâu. Công an tỉnh là tỉnh trực thuộc Công an Việt Nam. Bức hại người vô tội, bỏ tù. Yêu cầu thả ra. Yêu cầu công an tôi làm vào cuộc điều tra. Các tỉnh 63 tinh thần đã trả đất cho nhà dân chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu công an, bộ công an Tô Lâm cho vào cuộc điều tra công chủ tịch các 63 tỉnh thần đã trả đất cho nhà dân chúng tôi. Đi xe đường này đi đó. Ra đường này đi. Ra đường này chúng tôi ra đường này để đi về. Ra đường này nó xấu hổ sao? Ừ. Tôi phải nghe lời đó, xuống đường. Đá đạo chủ tịch Trần Đức Liêm hẹn với giặc ác dân. Đá đạo chủ tịch Trần Đức Liêm hẹn với giặc ác dân. Đá đạo nhà cầm quyền. Đá đạo hồ quân dân chủ tịch Trần Đức Liêm. Đá cướp đá cướp nhà nhân chúng tôi. Đi theo đường này không đi đường đó. Đi đâu nữa? Đi đâu đây là quyền của tôi. Đi về. Cái kim rồi. Không có đi đâu là quyền của tôi. Đi xuống Tràng Thi chúng tôi đón xe về. Ông Tô Lâm ơi, nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ơi, vì nước quên đang vì dân một vụ cho nào mà dân đứng đường đây. Ông Tô Lâm ơi, phục tự do dân Lâm ơi, làm chủ. Ông đừng tiếp tay. Tự do dân chúng tôi được quyền làm chủ. Tự do dân chúng tôi được quyền làm chủ. Tự do. Yêu cầu các vị triều đình trả đất ra nhà lại dân chúng tôi. Yêu cầu các vị triều đình hãy dồn lại, hãy trả đất trả nhà dân chúng tôi. Yêu cầu. Các vị triều đình hãy dồn lại, những người nhân dân chúng tôi đau khổ, hãy trả đất trả nhà lại dân chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu ba vị triều đình hãy quay lưng quay mắt dồn lại, một người dân chúng tôi bị mất đất mất nhà, hãy trả gấp nhanh chóng trả lại cho dân chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu các vị triều đình hãy xem một người dân chúng tôi đau khổ bị mất đất mất nhà, hãy trả lại nhanh gấp cho nhân dân chúng tôi. Yêu cầu. Chủ tịch 63 tỉnh thành đã góp đất góp nhà nhân chúng tôi, các vị triều đình nhắm mắt làm ngơ. Quan ức. Các chủ tịch 63 tỉnh thành đã góp đất góp nhà dân chúng tôi, các vị triều đình nhắm mắt làm ngơ. Quan ức. Ta đã một chính quyền lợi dụng chế độ độc đảng độc tài. Lợi dụng chế độ độc đảng độc tài, độc truyền hình, độc báo chí, bức hại người dân. Đã đạo. Đã đạo chính quyền hạ tỉnh bắt người vô tội. Đã đạo. Yêu cầu ông Tô Lâm vào cuộc thả người vô tội. Yêu cầu. Đi ra ngã kia cầm điện đi về. Không, mời các cô lên bảo. Doanh ơi, mời bà con bên đi. Đi ra tặng tiền, chúng tôi ra tặng tiền mới có xe. Nhưng sao dân chúng tôi đi bằng bên hồ? Hồ là cái hồ này, là cái hồ này của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi được quyền đi bên hồ. Bởi vậy là coi như độc tài là cướp đất hại dân chúng tôi mới khổ sở như thế này. Đừng kêu thì bắt hết đi. Đó là công an hàng với các cái dân. Đó là công an hẹn với giặc ác cái dân. Bắt người vô tội 4 năm dấu mất xác mà. Đã cho nhà nước thẩm tra người. Yêu cầu đảng cho nhà nước thả người vô tội. Yêu cầu. Mã này làm gì có xe. Chưa trả tiền còn lâu, bác còn đi còn lâu đến chua xe ra đây có xe kìa. Bác có xe hả? Đi chưa trả tiền. Đã đạo công an hay đã đạo công an Hà Tĩnh bắt người giết người vô tội. Đã đạo công an Hà Tĩnh bắt người giết người 4 năm nay không thả ra. Đã đạo đã đạo đã đạo công an
quan vô tội. Tha thù. Đã đọc công an Hà Tĩnh giết người dân quan vô tội. Tha thù. Yêu cầu thả người. Tự do cho bà Sang. Yêu cầu đảng và nhà nước cứu người. Yêu cầu đảng và nhà nước vào cuộc cứu người. Yêu cầu. Tự do cho bà Sang. Tự do. Yêu cầu đảng và nhà nước thả người dân quan vô tội. Yêu cầu. Yêu cầu đảng và nhà nước thả người dân quan vô tội. Yêu cầu. Tự do. Thôi các bác cất băng rôn mà đi. Thôi. Yêu cầu đảng và nhà nước thả bà Sang. Tự do. Yêu cầu các vị triều đình hãy trả đất trả nhà và dân chúng tôi. Trả đất trả nhà cho dân. Yêu cầu các vị triều đình trả đất trả nhà lại dân chúng tôi. Yêu cầu các vị triều đình hãy trả đất trả nhà dân chúng tôi. Yêu cầu các vị triều đình hãy trả đất trả nhà dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là đi giữa lòng nhân dân. Nhân dân chúng tôi hết tin vào đảng. Nhân dân chúng tôi đi lửa nhầm nhân dân, đưa lửa giữa lòng của nhân dân để nhân dân lên tiếng cứu giấy nhân dân Việt Nam chúng tôi. Dân oan chúng tôi coi như tha thiết yêu cầu một người dân chia sẻ, hãy trả đất trả nhà lại dân chúng tôi. Đã ra công an một người kiếm hàng với giặc ác cái dân. Đây. Coi như công an, coi như đang chuẩn bị đàn áp nhân dân chúng tôi này. Công an hay coi như này. Coi như là bây giờ nó thêm đàn áp. Đàn áp anh thôi. Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi.